Hey. Mời bạn nữ. Mặc dù bạn nam ra trước nhưng mình ưu tiên Lady First đi ha. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào bạn chơi và toàn thể khán giả. Thì em tên Ram, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua. Thu mua cái gì? Nhiều thứ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó. Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng. À, bạn trai? Dạ, em xin chào chị Huyền Linh. Áo lộn. Anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạo này sẽ có nhiều người chào lộn anh Huyền Linh đó ha. Tôi ghét rồi nha. Rỉ rồi đó. Dạ em tên là Quang Vinh, em quê Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Vĩnh Long anh. Dạ em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em là giờ là kỹ sư xây dựng. Nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 28 tuổi chị. Rồi, bây giờ bạn nữ nói thì về những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền. Thì em khi mà làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng. Ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình. Điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu. Hậu đậu là sao? Giống như là cái nhắn sắc thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng, nhưng em sẽ bị phỏng. Và phỏng rất là nặng. Cái nhắn sắc 502 á chị. Em hỏi bạn Quỳnh nó có mấy mối tình rồi? Em có mấy mối tình rồi em? Chính thức thì chưa anh ơi. Còn không chính thức thì chắc ba. Hôn hết gì chưa? Chưa vậy. Thiệt không? Thiệt. Chưa hôn? Được anh. Chưa không? Bên kia sao? Có mấy mối tình rồi? Em hả? Em thì chắc 3-4 cái gì đó. Mối tình nào mà dài nhất? 2 năm mấy 3 năm gì đó. Là hai đứa yêu nhau hay là đơn phương? Dạ lúc đó là hai đứa đến với nhau chị. À dạ. Vậy thôi bây giờ mối tình gần đây nhất nè, chia tay cách đây bao lâu rồi để coi ế bao lâu rồi? Gần cả năm mà chị ơi. Tìm hoài không có hợp anh ơi. Giờ tìm người thế nào là hợp? Ngoan, hiền, dễ thương, da trắng. Chết rồi cao. Em gì nữa? Lễ phép quan trọng nhất anh. Biết nấu ăn, rồi em không biết nấu ăn. Em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh. À vậy hả? Dạ. Cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không? Giống mẹ em á. Thần tượng mẹ đúng không? Em nó... biết nấu ăn không? Dạ biết. À, nấu được những món gì? Cũng nhiều lắm chị, hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt. Bạn có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa nghe kể. Em hả? Ừ. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hơi ngáy chút. Trời ơi. Mùi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để hồi bên kia hửi với tôi hửi chi. Chứ em thường cái đồng hồ vậy không? Là hẹn không tới giờ đúng giờ hả? Hẹn em trước nửa tiếng thì chắc ăn nhất. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này lẻ không ít nha anh. Dạ không, đó là chị trong đi chơi thôi, mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết. Ừ, tốt. Bây giờ hẹn hò với bạn gái là sao? Thì sao? Hẹn hò bạn gái khác, chị lực này là quyết tâm rồi cho nên không gì thung nữa chị ơi. Em nghĩ lý do tại sao mình ế? Là do em ở với gia đình á, em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút. Thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ, em không được đi qua đêm. Đi chơi xa hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi, em không đi chơi xa được. Về ngoại hình, em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vừa người. Ừ. À, không đen không trắng. Em không thích điều gì như cái người bạn trai? Gia trưởng. Và nói dối, em rất là không thích người nói dối. Giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ. Không, em cũng đồng quan điểm với cái bạn đó luôn. Em chào chị. Đồng cái gì mà đồng? Có gia trưởng không? À, hơi hơi chứ không có lắm. Hơi hơi là sao, ví dụ? Thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói chung phải lắng nghe mình. À, giả sử như là giống như là nói thì nghe đi, đừng có cãi. Nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi. Không, nhưng mà đúng thì em nghe, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ai là người phân định cái đúng hay cái sai đó? Nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng. Có thể. Ờ vậy được rồi. Đứng lên coi thử coi. 1m68 à. Hơi lùn, hơi lùn cao. Hôn mà phải ngước ra vậy, ngại không? Em kia chưa hôn lần nào. Thế đâu? Khoái lắm. Khoái lắm rồi. Em có tật xấu gì khác nữa không? Ngoài cái ngáy với cái hơi hôi hôi nó còn gì nữa không? À, không chị. Sở thích thì sở trường thì nhiều. Sở trường gì? Rồi ngồi xuống đi, sở trường gì? Em hả? Thích chơi thể thao. Ca hát đại khái văn nghệ, thích tham gia hoạt động xã hội. Đâu ca thử một khúc coi. Em ca dở lắm nhưng đi khang tiếng rồi. Sao mới nói sở trường? Nhưng mà tại khang tiếng rồi hát. Ca sĩ, để nó làm lại đi. Ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh. Ừ.
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Thôi vậy được rồi chị. Được không chị? Nếu như bây giờ là quen nhau, hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa? Em thì tầm khoảng năm anh. Em có cơ sở vật chất gì ở Sài Gòn chưa? Dạ chưa, em vẫn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà em thấy là đủ khả năng cho lo cho gia đình và lo cho vợ. À, đủ khả năng lo gia đình, lo cho vợ là được rồi. Dạ. Cố gắng vợ về nữa hỗ trợ là xong ha. Dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Thấy ghét luôn rồi nha. Em, nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó, em nghĩ sao? Cái đó phải dùng lăn hay dùng gì khử. Em lo có được được không? Mua về còn bạn có xài được không? Chuyện của bạn. Mặt điện ảnh ghê á. Ha, dễ thương lắm. Ngon rồi. Bạn hôm nay bạn đi có ai theo ủng hộ mình không? Được, đàn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn. Rồi, chào các bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Vân, đồng nghiệp với lại bạn Lam. Đi đây thì thấy bạn Nam cũng rất là vui vẻ. Nói chung là Lam ở công ty á, làm rất là thiệt tha, dễ thương, tính rất là thẳng. Thật sự là nói chung là cũng có được nhiều người thích, nhưng mà Lam có thể là không thấy phù hợp. Mà thấy bên đây là bạn Nam cũng rất là ok. Có hình thì cũng được. Chắc được 7 điểm so với Lam á. Vậy là tốt rồi, 7 điểm là quá được. Cao rồi. Em không quan trọng ngoại hình. Em đi với em hỏi em. Em thấy chị tương lai của em sao em? Dạ, em thấy chị xinh, dễ gần. Nói chung là cũng hợp với anh Vinh. Anh em có đào hoa không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Anh có giới thiệu bạn gái với em lần nào chưa? Anh chưa có, anh sao anh giới thiệu anh? Được, hay được. Lành quá, em trai cũng lành, bảo vệ anh dữ. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt nào. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Dạ. Cố gắng lên nào, bạn ấy rất là xinh. 2 phút trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào anh, chị em đeo kiến nha, không em ạ. Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn. Sao vậy? Nói anh của anh. Trời ơi. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá chung là đẹp hơn cái gì anh nghĩ. Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi. Thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi. Tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á. À hả? Anh có ngại vấn đề đó không? Không, anh thấy chuyện nó bình thường mà. Mình anh có ngại dài. Là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là... Em thì em ít đi chơi á. Dạ không gì đâu em, anh thấy được. Thường đi là em phải xin phép em mới được đi. À hả, không anh thích vậy á. Thì dẫn anh tới anh xin. Dạ được. Đúng không? Dạ. Giờ có dám tới nhà bạn gái xin phép không? Quen phải dám tới chứ chị. Dạ. Rồi, bây giờ một lời hứa chăm sóc cô gái ấy thế nào? Một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút. Dạ thì nếu mà anh với em mà đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok, tình cảm cũng ok, mà nói chung là gì cũng ok anh. Hứa bên kia anh nhìn mắt. Em nhìn hồi em ngay mất. Em cảm nhận chàng trai thế nào? Dạ thì anh cũng hiền lành, thật tình, thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền Tây hơn là những miền khác, thì em thấy anh cũng chân chất. Cũng hợp. Vĩnh Long với Bến Tre gần đó, bây giờ đi qua cái cầu. Phà. Không, về đi cầu rồi. Phà anh, là Bến Tre Vĩnh Long là phà Đình Khao á. Ủa em Chợ Lách hả? Dạ đúng rồi. Ủa, sát bên luôn anh. Sát bên đúng rồi. Dạ. Chợ Lách đi qua chút xíu, qua Phà Đình Khao là tới phường 7. Đúng rồi, dạ. Hai người nói một câu thì thật là ngọt ngào, như tỏ tình với nhau đi được tình. Thì nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn để cho bạn yên tâm hơn. Dạ. Mời bạn. Còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á, em hay đối phương cũng vậy, là chấp nhận con người thật của nhau, dù có điểm khuyết điểm và dù có ưu điểm, thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu. Rồi. À, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ai bấm nút? Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta. Không phải bấm nút xong rồi ngồi uống cà phê để chia tay đâu. Ha các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. Một.
2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay bạn của mình đi. Thật sự là một đôi trai tài gái sắc đấy. Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc ấy. Hôn đi, chưa hôn lần nào. Dạ thôi, dạ thôi. Sao nắm tay bạn gái thấy thì sao? Dạ, đã. Đã. Bạn gái thấy sao? Lạnh tay bạn lạnh quá. Đang rung. Giọng bạn gái rất là lạ ha, một cái giọng nữ mà nghe rất là ấn tượng, lạ lắm. Cao. Khao như Phà Đình Khao vậy đó. Ê, chúc các bạn thật hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và còn có quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại Đà Nẵng, tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Wow. Nào, xin mời hai bạn dắt nhau đi xem phim nhé, nắm tay nhau. Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ. Tại ở vậy tự lập rồi, tự lập sao vô nhà vợ ở thì miền Tây Bến Tre Vĩnh Long dễ thương quá ha. Cặp đôi này cũng hoàn hảo lắm đây. Mong rằng sẽ có một cái tấm thiệp cưới gửi cho tôi càng sớm càng tốt. Gần nhà mà đi đám cưới dễ mà. Ừ đúng rồi. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hà Màng, mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ hai bên ra ngồi đó, ngồi bình tĩnh là coi. Giới thiệu tên mình đi. Dạ, em tên là Thọ, sinh năm 1989, quê ở Đồng Tháp. Công việc hiện tại là hướng dẫn viên du lịch. Rồi, mời em. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Kim Loan, em sinh năm 1990, em đến từ Bình Thuận và hiện tại đang làm trong một công ty sản xuất bao bì nhựa ở quận Bình Tân. Vô đây lâu chưa? Dạ, em vô Sài Gòn được 8 năm. 8 năm qua có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói thật ra là em cũng trải qua 4 mối tình. Mối tình cuối đi, cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng gần 1 năm á chị. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ, em thì đã trải qua một mối tình và cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Mối tình dài không? Dạ, khoảng vài tháng hả? Vài tháng hả? Mối tình sao ngắn vậy? Tại sao? Em rất là ghét giả dối, nhưng người ta giả dối thì đã. Nhưng mà mặc dù đã em đã nhiều lần tha thứ vẫn còn. Em có thể giới thiệu về những cái năng lực của mình? Thì em cũng như bao bạn nữ khác, nhưng mà em thì hơi nam tính một tí, thích vui vẻ, hòa đồng. Những cái điểm yếu của mình? Thường là em hay nói nhiều, nói lại hơi nóng tính. Cũng cố gắng sửa đổi, nhưng mà chắc cũng từ từ á chị ơi. Lý do tại sao bạn đang ế? Em từng quen là 4 mối tình. Nhưng mà sau 4 mối tình đó rồi em nghĩ thời gian cho người ta quá nhiều. Môi trường hiện tại em làm cũng có nhiều bạn nam, nhưng đa phần mấy bạn nhỏ nhỏ không à. Vậy em muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào? Em muốn một người đàn ông phải đủ trưởng thành, có công việc ổn định, có chính kiến, nhưng mà đừng quá là gia trưởng. Bà có gia trưởng không bạn nam? Dạ không chị. Em có nóng tính không? Dạ có một chút. Một chút có dám quyết định điều gì không? Dạ có, tại vì nhỏ lớn giờ là em sống tự lập quen rồi. Thì em sống với ai? Dạ sống với gia đình, nhưng mà em thường đi làm nhiều hơn, thời gian về gia đình thì rất là ít. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ vợ, lấy vợ về có thể là ra ở riêng hoặc là về bên nhà vợ. Hả? Tại ủa vậy? Em không thích và ở chung gia đình em. Ủa sao vậy? Tại em thích tự lập mà anh. Tự lập sao? Tự lập sao vô nhà vợ ở? Thì vợ thích tùy theo ý vợ. Trời ơi, cái gì chó trang quá vậy? Sao được rõ vậy em? Dạ tại còn có bộ này thì chị. Còn có bộ này là sao? Hôm nay em về nhà em lấy được bộ này em đi luôn. Tại em bận quá. Bình thường em có được mấy bộ? Dạ cũng 3-4 bộ chứ không nhiều. Thôi đứng lên chị coi tướng tá cái được chị là cả luôn nha nè. Lấy vợ luôn nha nè. Hơi ốm chút xíu. Hơi ốm nha, cố gắng ăn vô nha. Em ốm nhưng mà không có yếu chị. Thấy rồi. Tại em thường dẫn khách đi nhiều quá nên không có thời gian ăn. Có tập thể dục không? Dạ có chị. Hít đất nổi không? Dạ được. Hít thử 10 cái coi được không? Dạ bình thường chị. Ốm mà không yếu mà. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 thôi được rồi. Đó thôi đừng nữa. Được rồi, được rồi. Trời ơi, mua nếp thêm nữa. Được, được, được. Rồi số. Thôi bây giờ nè, bây giờ em thường dắt khách đi đâu? Dạ về đồng bằng sông Cửu Long mình. Rồi bây giờ đi anh đi du lịch nè đó. Rồi, dạ. Tôi đang đi tới đâu đây? Dạ đây. Tại ở đây nó không không có phải chỗ du lịch nào không nói được. Bây giờ nói nghe nè, nói nghe nè. Miền Tây đúng không? Dạ. Đồng Tháp đúng không? Dạ nha. Hò hát cái lương gì coi. Tiếp diễn viên là phải biết. Đúng rồi. Dạ. Phải biết hát. Chị muốn nghe nhạc hay giọng cổ? Giọng cổ đi cho nó đặc biệt. Dạ. Không anh nào quan trách chi em phận gái má hồng 12 bên nước. Biết đục hay trong duyên tình mãi rủi hay phận đẹp duyên ngơ gắm nhung trái bước hay lạc nẻo trung chiên cho tơi tả kiếp qua sau. Đành thôi em giang dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi, dù cho biển cạn non mòn tình ta không thay đổi. Rồi đó, rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ. Nói là không được mà hát dữ quá. Rồi bây giờ nè, một câu cuối cùng. Muốn một người bạn gái như thế nào? Dạ muốn một người bạn gái mạnh mẽ tí và thích sống tự lập. Được rồi, tôi về tôi. Dạ. Thông báo lại cho bạn ấy hơi rụt rè, hơi rung nhưng mà miền Tây chân chất đáng yêu lắm. Dạ. Xem bạn là gái thế nào nha. Dạ. Cô bên này mạnh mẽ lắm. Trời em, đúng là một bên mạnh mẽ, bên kia nhút nhát lắm. Anh ngồi mà nãy giờ anh gồng cái tay cứng ngắc vậy nè, gồng suốt từ nãy giờ luôn đó. Về miền Tây được không? Dạ được. Quan trọng cái người mà mình theo về thôi chứ miền nào cũng được chứ. Miền nào được hả? Dạ. Giờ hay là về Bình Thuận ở rể luôn đi. Cũng được luôn. Cũng được luôn. Ở hả? Bà má em khoái chuyện đó lắm á. Nhưng mà năm 90 mà trải qua 4 mối tình là hơi nhiều á. Cuộc đời mà anh đâu có muốn vậy đâu. Nhưng rút kinh nghiệm ra 4 mối tình đó là tại sao mình thất bại? Dạ em không có thất bại. Tại vì em nghĩ là mình đi nhiều, mình quen nhiều thì mình hiểu được nhiều thôi. Duyên nợ nó đưa tới đâu mình đẩy tới đó. Đưa đẩy hả? Mạnh mẽ ghê chưa, cá tính ghê chưa? Nãy bạn Nam hát hay không? Dạ nghe cũng ngọt ngào. Dân miền Tây là ngọt ngào đậm đà lắm. Dạ. Bình dị lắm ha. Hôm nay em có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Đâu, bạn em bên đây đi với ai? Dạ đi với em gái. Em gái hả? Dạ. Thôi để mình hỏi em gái của bạn trước đi. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào trời con ơi. Chào chú với chào chị là thấy chú Huyền Linh không có khoái rồi. Con mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 18 tuổi. Anh của con ở nhà rất là hiền, chân thật, nhưng mà ít nói cho nên cũng ít bạn. Rồi bây giờ thấy chị dâu tương lai bên đây sao? Dạ con thấy chị bên đây cũng hiền, dễ thương, mạnh mẽ hơn anh của em. Vậy em không sợ chị dâu dốt bắt nạt anh em hả? Dạ chắc là không chị ơi, tại vì con gái thường thường phải mạnh mẽ hơn con trai. Rồi cảm ơn con. Rồi bên đây mình đi với ai đâu nè? Dạ theo em nhận xét thì bạn Nam rất là chân thật, thật thà, nhưng mà bạn nó hơi run. Những cái điểm mà bạn yêu cầu bạn gái thì rất là hợp, tại vì bạn em rất là nam tính, với lại biết quan tâm người khác, thật thà hay giúp đỡ người khác ạ. Dạ mong hai bạn là tiến tới hôn nhân càng nhanh càng tốt ạ. Dạ xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn gia đình ha. Bây giờ hai người gặp nhau nha. Nam kéo màn lên, chúng ta có 2 phút đi trò chuyện với nhau chút. Nha. Có quà tặng anh. Trời, cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh luôn ha. Hơi ốm mà khỏe lắm nha em, hồi nãy hết đất mình không biết sao. Nếu mà anh ốm có thể, nếu mà quen em về em nuôi anh mập hơn anh chịu không? Tất nhiên là chịu rồi. Vậy chứ anh nhìn em thấy sao? Cũng dễ thương nhưng mà phải qua tìm hiểu nữa. Thời gian tìm hiểu mới biết như thế nào. Dạ anh qua bạn gái anh có khó khăn quá không? Không, cũng rất là dễ. Anh chỉ cần thật lòng và biết lo cho gia đình là được. Dạ. Về tiền ai giữ? Thì nếu mà đó là vợ chồng thì tiền lúc nào cho vợ giữ. Dễ gì không cho. Nhìn cái này mà cặp này mà vợ không giữ mới lạ. Giữ tới cái gì luôn á chứ. Một câu cuối cùng gì đó, cảm xúc về nhau, tỏ tình với nhau đi. Bạn nam mạnh mẽ lên, thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình. Rung quýu hết rồi gì đây. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Anh mà nói không được là em không có bấm nút quen nói nha. Anh thì mong anh hôm qua thử nắm tay. Anh lỡ nó xỉu khổ em nữa. Thử qua nắm tay thử cái coi. Qua liền, đâu tấn công qua nắm tay thử cái coi. Được không, được không?
Nếu mà em nắm tay anh á, anh có thể nói được không? Thử đi, thử coi. Qua luôn, qua cho tôi cái coi, không làm sao. Qua nắm tay. Anh đứng lên đi. Hung cái coi làm gì. Nói gì đi. Sau một thời gian tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Đó, vợ chồng thì anh hứa sẽ lo cho em suốt đời này. Hứa có mọi người chứng kiến đúng không mọi người? Hung tay cái, hung tay cái coi. Hung tay cái. Dám không? Hung, ông không biết coi. Gì cái hứa với hung gì? Anh đừng làm nó, anh sợ. Trời ơi, nhát quá, ông nhát quá rồi nhá. Thôi, hết giờ. Đây. Trời nhát quá, mạnh mẽ lại lên. Tay vào cái nút. Bữa nào đi cái gì về đủ đi theo anh tư tư vấn cho. Dạ. Nha. Thương không? Nào chị? Dạ, thương. Thương hả? Dạ. Thấy cậu phải là vợ tương lai mình không? Để tìm hiểu. Nhưng thấy được không? Ổn không? Dạ, được. Sợ cậu không? Dạ không. Thí dụ cậu nữ giận cậu đánh thì sao? Chắc không có đâu. Thí dụ có thì sao? Thí dụ có thì cho đánh thôi chứ sao nha. Rồi thôi, bấm nút đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Thì nãy giờ là những giây phút. Sau này đánh sao, cho đánh chứ sao giờ. Đúng rồi, khỏe lắm. Rung quá rồi. Đây là giây phút chúng ta lắng động lại và suy nghĩ tất cả những cái cảm nhận chúng ta từ nãy đến giờ để quyết định thật là đúng đắn. Hẹn hò hay không hẹn hò. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, giờ nắm tay được rồi đó. Giờ là chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Sướng không? Đã. Đã hả? Nhìn thẳng vô mắt cô ấy coi. Sao nhút nhát quá vậy? Thấy gì trong mắt không? Hả? Dạ, thấy... Gì? Dạ, thấy... Thấy gì? Thấy mắt. Thấy mắt. Chán dễ sợ. Giờ con má được rồi đó. Con má được rồi, giờ là đồng ý hẹn hò rồi. Kỷ niệm khó quên. Cảm ơn hả? Bạn cảm nhận bạn trai như thế nào? Em thấy đối phương của em cũng hiền lành nhưng mà hơi nhút nhát, có lẽ về từ tiệm huấn luyện sau. Không, không cần đâu. Thôi đi đây vậy thôi em ơi. Chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống cửa hàng áo cưới Allen nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, đưa bạn gái đi xem phim đi. Cặp tay nhau đàng hoàng đi nhẹ nhàng đó, đó tình cảm. Dễ nhìn là được rồi, em không cần đẹp, cần giống như chị Cát Tường là được rồi. Trời ơi, vậy lấy tôi không có đẹp sao? Tôi đẹp mà. Dạ. Trời ơi, buồn quá. Rồi, quý vị cảm thấy như thế nào? Tường thì đang rất là hào hứng và hồi hộp. Không biết là cặp đôi ngày hôm nay họ có tương đồng với nhau hay không? Về sở thích, về thói quen, về quan điểm trong tình yêu và hôn nhân. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào em trai? Dạ, hồi hộp rồi chị. Hồi hộp ha. Ai ngồi ở cái ghế này và bị bịt mắt lại cũng cảm thấy hồi hộp hết. Tường rất là hiểu tâm trạng của em. Nhưng mà phải tự tin lên. Ngày hôm nay chúng ta phải quyết định có một bạn gái dắt về đi chơi, được chưa? Dạ. Chờ cho Tường chút xíu nha. Ok. Em trai có thể mở mặt nạ ra. Xin chào hai bạn. Bây giờ chúng ta được thoải mái rồi ha. Chúng ta đang cách nhau bằng cái cánh cửa trái tim như thế này. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Chúng ta hãy nói lớn lên, chia sẻ với nhau một cách chân thành nhất để đối phương có thể cảm nhận được, nghe được những gì mình chia sẻ. Em trai giới thiệu trước đi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Quân. Em đến từ thành phố Bà Rịa. Tên là Quân, cái gì Quân? Em tên là Nguyễn Hồng Quân. Nguyễn Hồng Quân, đến từ Bà Rịa. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì Quân? Dạ, em kinh doanh tự do chị. Kinh doanh về cái gì? Em chuyên về là điện thoại với camera lắp đặt á, sửa chữa lắp đặt luôn. Là mình có cái tiệm luôn. Có cái tiệm nhỏ, tiệm ở không, nhà mình. Em kinh doanh tại tự do ở nhà. Thì là mình có tiệm không hay là mình chỉ là làm online hay là dạ, như online. Làm online. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, em Nguyễn Thị Thanh Thúy. Em đến từ Tiền Giang, em sinh năm 1991. Đang làm công việc gì Thúy? Dạ, em là chuyên viên khách hàng cá nhân của ngân hàng MB. Chuyên viên khách hàng cá nhân.
nghĩa là mình chăm sóc khách hàng á hả? Dạ, hỗ trợ vay rồi mở thẻ tín dụng. Ồ. Rồi mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở đường Cộng Hòa á chị. À, còn em là ở đâu? Bà Rịa. Dạ, em ở Bà Rịa. Có hồi nào lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ có, em cũng hay đi chơi này nọ. Rồi thứ tỷ bây giờ mà cơ hội quen nhau, hẹn hò nhau thì bao lâu em lên thăm bạn gái được một lần? Dạ em hầu tháng lên 3-4 lần em cũng lên được. Tháng 3-4 lần vẫn được? Dạ. Chắc không á nha. Dạ chắc. À, em định em quen bao lâu thì em tiến tới hôn nhân? Dạ em quen cho chừng 6 tháng. 6 tháng? 6 tháng tới 5. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng hết rồi chị. Còn em thì muốn là 2 đến 3 năm nữa. 2 3 năm nữa gì lâu vậy? Trời ơi sao lâu vậy? Dạ tại vì em còn cái một số dự định của mình á, với lại mục tiêu ngắn hạn của mình em phải đạt trong thời gian gần nhất. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? À, điểm mạnh của em là em hay cười nè. Em thích gặp gỡ bạn bè, rồi thích đi du lịch, thích vẽ. Với lại điểm yếu của em là gặp mọi người, ví dụ như đám đông thì ví dụ như người lạ thì nhát, nhưng mà quen rồi thì chắc là ổn. Rồi em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là điểm mạnh là không uống rượu, không hút thuốc. Dạ. Em đam mê thể thao. Chơi gì? Chơi thể thao gì? Là chơi. Em chơi game mấy chị. À tập game. Em tập cũng 5 năm rồi chị. 5 năm rồi. Dạ. Ghê ha. Thằng chắc ha, body dữ á. Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là rụt rè trước đám đông quá. Hơi lười dọn nhà cửa. Rồi ai dọn? Em đang ở với ai? Dạ em ở với chị em. Rồi ai dọn? Vậy chị dọn hả? Dạ thường chị thường như là hay phiên nhau dọn á, nhưng mà em lười. Ủa rồi ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em mất rồi chị. À ba mẹ em mất, đang ở với chị. Dạ đang chị ở có với gia chị. Đình chưa? Dạ chưa. Sao không kêu chị tham gia chương trình luôn? Dạ. Hôm nay ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Dạ, em tự đăng ký. Em tự đăng ký. Tình trường của em thì như thế nào? Tình trường của em thì hiện tại thì em chưa có, thì cũng đã 1 năm rồi. Thì trước đó thì em cũng có một cái mối tình là chính thức là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ủa quen 4 năm mà sao chia tay cơ? Là do anh với em không có hợp nhau á chị. Không hợp, 4 năm mà sao không hợp? Tại vì có nhiều cái quan điểm, ví dụ như không có đồng ý kiến á. Không đồng xong chia tay sớm đi mà để tới 4 năm. Dạ cũng có chia tay, nhưng mà tại vì do còn sự dây dưa của hai bên á, còn nên chưa chấm dứt. Nếu mà tính đến cái thời điểm mà chấm dứt thì nó tầm là 4 năm. À, rồi hiện giờ là 1 năm nay là có dây dưa gì với nhau nữa không? Dạ. Cắt đứt chưa? Dạ rồi. Quên hẳn chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng mối tình mới chưa? Dạ. Chắc nha. Dạ chắc. Còn em? Dạ em thì có một mối tình chính thức rồi chị. Dạ do em thì luôn quan tâm chia sẻ người đó, mà bạn gái đó thì nhỏ tới 10 tuổi tình. Người đó thì chưa chín chắn á, chỉ nghĩ riêng cho bạn đó nhiều hơn, không nghĩ cho em nhiều. Thường là em từ dưới bà Rịa là em lên không á. Lên đâu? Bạn đó ở đâu? Dạ cũng ở Sài Gòn luôn. À cũng có quen bạn gái Sài Gòn rồi. Dạ. Yên tâm, không có ngại đi xa đâu, đi quen rồi cưng. Dạ. Em có muốn bạn trai em lúc nào cũng phải ở bên cạnh em không? Lúc cần thôi chị, chứ không phải là 24/24. Tại vì ngoài ra ảnh cũng có công việc của ảnh, còn em cũng có công việc của em á. Thí dụ như ảnh nói là bây giờ một tuần ảnh lên thăm em được một lần thôi thì em thấy gì có ít quá không? Dạ cũng được rồi chị, tại cũng vì được. Thời gian của em cũng không có rảnh. Nhưng mà em có phải là người chung thủy không? Nếu mình đã chọn là một cái chung thủy. Dạ em là thuộc tiếp người chung thủy. Ok, như vậy thì cũng hợp lý. Thế bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn ổng tìm mẫu người bạn gái là biết quan tâm và chia sẻ, đừng có ích kỷ á, đừng điều là chỉ nghĩ tới bản thân, biết nghĩ cho bản thân, không biết nghĩ cho bạn trai mình á. Người đó người cũng phải có cái đạo, tại em đạo bên đạo Thiên Chúa. À em có đạo gì không cưng? Dạ trong giấy tờ thì không. Thí dụ như mà giờ bạn trai có đạo thì theo chị biết là bên đạo người ta muốn là vợ hoặc chồng mình phải theo đạo luôn, thì em có sẵn sàng theo đạo không? Dạ cái đó em thấy cũng bình thường, tại đạo nào cũng là tốt. Chính xác, hay đó, đạo nào cũng hướng tới người tốt. Dạ đó. Dạ đúng rồi. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Cao từ 1m50 trở lên thì được rồi chị, dễ nhìn là được rồi. Em không cần đẹp, cần giống như chị Cát Tường là được rồi. Trời ơi, vậy là ý là tôi không có đẹp sao? Tôi đẹp mà. Dạ. Trời ơi, buồn quá. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thì bình thường chủ yếu là ảnh chung thủy với lại tâm lý á chị. Không có lăng nhăng, với lại không có hút thuốc cờ bạc là được. Với lại ảnh có chí cầu tiến là được. Về ngoại hình? Dạ, ngoại hình dễ nhìn là được rồi chị. Sao hai người này dễ tính quá vậy? Ok, đâu có hình ảnh nào mang theo không? Chà, hình này sexy quá. Sexy 50%. Đâu em có hình không? Hãy đoán đi.
anh ấy là ai trong cái đám con trai lõa lồ đó. Rồi em nhìn đi, cô gái ấy là ai trong, em có thể mở hình to ra để xem. Chị ơi, phải có gợi ý mới được. Cho anh cái gợi ý đi em. Mặc áo màu đỏ. Nhiều đỏ quá. Còn gì nữa không? Có đeo đồng hồ. Màu đỏ, có đeo đồng hồ. Gương mặt đi, gương mặt. Gương mặt tròn dễ thương. Tròn dễ thương, có đeo đồng hồ, mặc áo đỏ. Lựa đi cưng, còn ảnh. Có gợi ý gì cho em ta không? Em không cần gợi ý. Dạ, em thì... Đừng nói ở trần nha. Thân hình săn chắc. Dạ. Tập gym. Dạ. Nhìn vô vậy biết. Nhìn vô vậy biết lắm. Được rồi, đoán đi. 30 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. Cho em đón anh này nè chị. Đâu được coi. Ghê ha. Vậy mà hồi nãy tôi đón anh này nè. Rồi bạn cứ cầm đi. Hãy coi cái body 6 múi của bạn có đúng không. Mất rồi. Rồi chưa? Dạ rồi vậy. Cô này hả? Dạ không chị. Tôi còn không biết luôn á. Nhiều quá. Rồi cầm đi, cô này phải không? Dạ. Rồi giữ đi, rồi mở mở cửa trái tim ra là đoán coi mình đoán đúng hay không. Và bây giờ mở cửa trái tim. Hãy nhìn đi các bạn à, trực tiếp nhìn nhau và so sánh với nhân vật mà chúng ta đã chọn. Chật rồi hả? Dạ em cảm ơn anh ạ. Ghê lắm, vừa trật cái tặng quà liền, em hối lộ liền. Em một cái rồi, sách gì vậy em? Đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm. Em chọn đúng không? Dạ em chọn đúng rồi đó chị. Tại vì em gợi ý dễ quá mà, cái body 6 múi cục là cổ nhận ra liền. Dạ. Thôi cũng phải thông cảm cho ảnh nha. Nhiều hình, nhiều cô quá, sao mà nhận ra được. Không sao cả. Bây giờ thì các Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn ha. Ăn trưa cùng nhau và trò chuyện với nhau nha. Các bạn sẽ có ít phút trò chuyện và hãy hỏi rõ những cái điều gì mình muốn hỏi. Đừng có để sau khi ra về mà còn ấm ức thắc mắc điều gì nha. Dạ. Thay mặt chương trình, các Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn đó là bò khoai tây của nhà hàng Mr. Steak mà chương trình đã chuẩn bị sẵn cho hai bạn. Nhớ nha, phải ăn, cảm nhận đồ ăn hôm nay như thế nào. Và phải quan trọng là trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Tranh thủ thời gian nha. Dạ. Mạnh mẽ lên nha em, hơi dạ. Rụt rè đó cưng, mạnh mẽ lên. Em hơi rụt rè. Em hiền lắm. Anh còn hiền hơn em nữa. Ủa, anh là mới tới thành phố luôn hả? Ý là anh mới lên luôn hay sao? Anh lên hôm qua rồi. Dạ. Lên hôm qua ở nhà với chị á, ở Gò Vấp á. Dạ. Còn em là lên hồi nào? Không, em đi làm ở đây á. Nhà em ở đâu? Anh nãy anh không có gọi. Quê em ở Tiền Giang, à, còn giờ là em ở Thủ Đức. Còn em đi làm ở Tân Bình á. Tân Bình hả? Dạ. Ở Tân Bình cũng gần. Anh là chịu đi lắm, tại dạ. Vì anh thích phượt đi đó đây, đồ đi. Anh thích đi phượt hả? Đi bằng xe máy không à? Dạ, em cũng thích. Ừ. Dạ, thôi anh dùng cơm dạ. Đi. Em dạ. Dùng. Anh cảm nhận gì em như thế nào? Em rất là dễ thương. Nhưng mà chắc em nói chuyện nhiều hơn anh thì nó ít nói hơn. Em cũng hiền lắm. Em hiền nhất nhà em á. Em là con út, con mấy trong gia đình? Em là con thứ 6. Rồi vậy nhà em đông dữ ha? Dạ, nhà anh mấy anh chị em? Nhà anh hả? Có 3 chị em à. Dạ, anh là út không hả? Anh là út á. Dạ. Anh thích là cái mẫu người yêu của anh á, là vợ sau này á, thì hay ở nhà hay là hay đi làm? Nói chung là cái người đó, ví dụ như anh cưới rồi phải không, thì vợ anh thích cái gì thì anh chiều theo vợ, quan trọng là vợ anh thích thôi thì anh chiều. Dạ. Thì công việc của em thì hiện tại cũng khá là bận á, thì không biết là anh có ví dụ như có thích muốn kiểu là người vợ là hay đi sớm về khuya không? Tại vì công việc của em có khi nó làm công việc nhiều á thì nó sẽ là tầm tới 8-9 giờ tối mới về lận á. Thì cái đó chắc cũng không có sao đâu, mà quan trọng là mình tin tưởng nhau là được rồi. Dạ, nhưng mà thời gian lâu dài á thì anh có nhắn chịu nổi. Thì cũng không sao. Chẳng lẽ em một tuần em làm suốt một tuần để bỏ anh ở nhà. Dạ. Cũng phải có một cái thời gian nào đó để dạ. Để cái gì nhiều lúc chia sẻ. Dạ. Em được bao nhiêu phần trăm về mẫu người yêu của anh vậy? Thì cũng 99% rồi đó. Thiệt. nói vậy em vui không? Và dạ vui. Thì anh thích. Nói chung là anh thích em á. Anh thích em á. Dạ. Ủa em đi lên đây là có người thân em đi chơi? Dạ có. Đi không? Có không? Có bé Út.
có gì vui không ha? Bây giờ chị sẽ cho các bạn chơi một trò chơi nho nhỏ để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn ha, gần gũi với nhau hơn một chút. Trong đây là những cái yêu cầu của chương trình, mình hãy bóc và đọc lớn lên yêu cầu đối phương thực hiện những cái điều ghi trong này, được không? Rồi mời em trước. Nếu bạn đối diện không bấm nút, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Hỏi đi, hỏi ảnh đi. Nếu mà em không có bấm nút á thì anh cảm thấy như thế nào? Em mà không bấm nút chứ anh buồn, chắc anh ngủ không nổi luôn. Ngủ không nổi luôn, đêm nay ngủ không nổi luôn. Trời ơi, thấy thương quá à. Thiệt tình luôn, em không bấm nút là anh đêm nay em ngủ không nổi luôn, mai anh ngủ bù. Em đừng khóc nha. Không, em đâu có khóc đâu. Giỡn thôi. Dạ. Ok, rồi tới phiên em. Đó là một cảm xúc rất thật, chị rất là trân trọng. Mời em, hãy đọc lớn lên đi em. Hãy nói cho đối phương biết sự thật bạn cảm nhận họ thế nào. Ôi, hai người này diễn tả trong 4 từ. Hai người này giống như có thần giao cách cảm với nhau á. Bên đây hỏi bên kia một câu rất khó, bên đây hỏi lại một câu rất khó. Trả lời đi em. Dạ. Hãy nói cho anh ấy biết là sự thật em cảm nhận với anh ấy như thế nào. Gói gọn trong 4 từ nhận xét. Âm hiền, dễ thương. Dễ thương. Hiền. Hiền. Dạ. Có sự chân thành đó chị. Dễ thương, hiền, chân thành. Bây giờ là giờ phút quan trọng, mình cũng trò chuyện rồi. Thì tôi biết là ít phút trên chương trình thì không đủ để mình hiểu nhau đâu, nhưng cũng đủ để mình đo được cái cảm xúc của mình. Cái tình yêu nó ở cái nhìn đầu tiên, nó rung động hay không, nó rất là quan trọng. Hãy nhìn vào người đối diện, hãy nói cho họ biết rằng trong lòng mình hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì, hoặc là cái cảm xúc của mình, cảm nhận của mình về lần đầu tiên trong cái cuộc gặp mặt này như thế nào. Mời em trai nói thật nha. Dạ. Trong cái cuộc gặp mặt hôm nay, em có một cái cảm xúc rất thích bạn gái bên đó. Em cũng mong được tìm hiểu mà để tiến xa hơn á. Em đến đây chương trình này á, em cũng thật sự nghiêm túc quá chị. Nếu như cô ấy bấm nút hẹn hò với em thì em nghĩ là em có đủ tự tin để quan tâm, chăm sóc, để lo lắng cho cô ấy để tiến tới hôn nhân hay không? Dạ, em mà đủ tự tin để lo lắng cho cô ấy. Rồi, cảm ơn em. Mời em, hiện giờ em nghĩ như thế nào? Em thì nghĩ là sao? Em thấy khó nói. Không, mình nghĩ sao mình cứ nói em, vậy thôi. Thôi, em sẽ thể hiện qua cái bấm nút nha chị. Nhưng ít nhất em cũng phải nói một vài câu về cảm xúc của mình hiện tại. Dạ, thì em thấy anh ấy hiền với là có sự chân thành á, thì em cũng quý. Dạ. Ok. Cái quyền quyết định là của các bạn. Các bạn có cái sự rung cảm của mình, có cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì đối với cặp đôi này, trước khi các bạn đưa ra quyết định của mình thì Tường cũng có một cái chút cảm xúc riêng. Tường cũng chia sẻ với hai em là anh chàng này là một anh chàng mình có thể tin tưởng được, rất là chân chất, thật thà, hiền lành. Và một người phụ nữ khi mà tìm một cái người bạn đời cho mình thì cần một cái người chung thủy và có trách nhiệm với gia đình nha. Và cái người đó phải là cái người chúng ta có thể dựa dẫm vào được. Sự hào nhoáng bên ngoài hay những cái gì đó nó cao sang, chưa chắc nó là bền vững. Chị Tường cũng muốn nói với em là trong cái tình yêu chúng ta phải cố gắng. Dạ. Nếu mà chúng ta có được cái nhân duyên đến với mình, chúng ta phải nắm bắt. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, phải quyết liệt đến cùng. Nếu chúng ta có công mài sắt, có ngày nên kim. Nha. Để em hát tặng được. Ok, được, mời em. Cho em một cơ nhưng hội. Nhưng mà em hơi gung, em muốn cầm tay bạn gái đó em hát được. Được luôn, nếu bạn gái cho phép. Em có đồng ý cho anh mượn tay cầm chút xíu không? Rồi, đứng lên đi hai bạn. Rồi, ok. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sờ. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tin cả thế giới chẳng có yêu anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy anh trong em hạnh phúc lắm rồi. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi chỉ yêu mình em, không bao giờ cách xa. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tôi không biết tiếng hát có hay hay không, nhưng mà thật sự nó có cảm xúc và nó cũng chạm đến trái tim của tôi. Bây giờ thì đến lúc quan trọng rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này rất là thiêng liêng. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu không có cảm xúc, không đồng cảm, không rung động, không bấm,
không vì lịch sự, không vì bất cứ một lý do gì khác. Nhưng chúng ta có sự rung động, hãy cho nhau một cơ hội để tìm lấy một nửa của mình. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ lại những gì chúng ta đã chia sẻ từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu đồng ý bấm nút, chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không, chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rất tiếc là bạn gái đã không bấm nút. Em, tại sao em lại không cho mình một cơ hội? Dạ, tại vì em chưa có cảm nhận được. Chưa rung động. Dạ, đúng rồi, từ cái chân. Thì thay vì vào đó thì em muốn là anh sẽ có một cái cơ hội để đến với một người con gái tốt như em. Cảm ơn em. Dù sao thì chúng ta cũng phải trân trọng sự quyết định của cô ấy. Dạ. Rồi, mời hai bạn. Thật là tiếc quá thưa quý vị. Mọi người cũng thấy là Tường cũng đã cố gắng hết sức trong vai trò là một người làm mai mối của mình. Không phải là Tường muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Tường thấy thật sự đây là một anh chàng rất là chân thành. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào làm khác được, bởi vì quyền lựa chọn, quyền quyết định là của hai người tham gia. Mình thấy như vậy, nhưng mà trái tim, cái tiếng nói của trái tim, cái sự mách bảo của trái tim cực kỳ quan trọng. Nếu không có cảm xúc thì chúng ta không thể nào cưỡng lại được. Và chúng ta phải tôn trọng cái quyết định đó, bởi vì hạnh phúc là của chính họ. Dù sao thì Tường cũng cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Và Tường chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn nhé. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Quý vị ơi, chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nhé. Hãy nhớ nhấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ chương trình, ủng hộ Cát Tường quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị. Ở đây bao cát được á? Dạ, em thì có dạy được tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là boxing, gym, bơi lội. Vậy là bên kia có quyền boxing, dạ. Đánh đấm em thoải mái ha. Dạ, okay, em sẽ là bao cát tốt nhất cho bạn nữ bên chị. Dạ, trước giờ thì em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, sau đó thì quen được 1 năm rưỡi thì bạn đó chia tay với lý do là nó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. À trời. Dạ thì em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ. Thí dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ, người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Kính thưa quý vị, như vậy là một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau. Và không để quý vị khán giả chờ lâu, chúng ta sẽ đến với 2 chàng trai của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, cười tươi quá. Quá dữ. Sai. Hay quá. Dạ, bây giờ chơi gì nữa? Mời hai cô gái đến chương trình. Hai chàng trai nhìn thẳng vào kính. Xin mời em. Wow. Em bước cho khéo nhé. Wow. Đó, bên này cũng cười rất là tươi. Tươi không, tươi không? Cười hoài luôn, cười tươi. Trời, bên đây cười tươi dữ lắm nha. Ơi. Em trai ngồi ghế màu xanh. Giới thiệu cho Tường nghe nè, em tên gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Thủy Hoàng Dân. Em sinh năm 1991. Họ Thủy. Dạ. Ồ, lạ vậy ta. Dạ. Thủy Hoàng Dân. Dạ. Dạ. Em đang làm công việc gì? Hiện thì em đang là quản lý câu lạc bộ mang tên em. Và hiện đang kinh doanh mặt hàng hạt dinh dưỡng online ạ. À, quê mình là ở đâu Dân? Em quê ở, em ở là thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ừ, bây giờ mình đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chứ dạ. Hả? Em hiện đang làm công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Dân là gì nè? Dạ, thì em có ưu điểm tính cách của em là thì mạnh mẽ, tự tin và học bác. Em là người luôn biết quan tâm và chăm sóc bạn gái. Điểm yếu của em thì em thì hay quên lặt vặt, nhất là hay quên ví, inbox khi đi làm.
Thì mốt đi ăn bạn gái đừng quên bóp nha. Dạ, con nhớ điện thoại là được ạ. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ. Quẹt thẻ trên điện thoại. Dạ. Rồi. Thì bây giờ đây là cô gái xinh đẹp, mặt cáo đỏ, ngồi chiếc ghế màu xanh. Giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh Hữu Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Bích Trâm, hiện tại năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Và công việc hiện tại em là gì? Em đang làm quản lý của một cái store mỹ phẩm của một công ty xuất nhập khẩu. Quản lý rồi có hung dữ không? Tại vì thường thường quản lý người ta hung dữ lắm. Em bị cái là ở công việc em không có, ví dụ như em hơi khó chịu, em có thể là không có cọc với mọi người ở chỗ cửa hàng đâu. Nhưng mà nếu có bạn trai thì em sẽ về em kiếm chuyện với bạn trai em. Ồ, áp lực vậy. Cho anh hỏi thăm cái trang sức em đeo là cái này là cái cục này cục gì? Dạ, cái này là đá phong thủy. Đá tại phong vì thủy. Để kiếm bồ. Bồ đeo đá phong thủy để kiếm bồ. Cái này là cái bùa kiếm bồ. Hàng gì thấy nãy giờ nó hướng hướng gì hoài. Bây giờ em nói điểm mạnh điểm yếu em đi nè. Điểm bây yếu giờ là của có em bùa kiếm bồ nè. Điểm yếu thì giờ hỏi em không nhớ điểm yếu, nhưng mà điểm mạnh của em là ca hát. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi hát trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Hát liền đi Tứ. Làm câu nè, cho nó xôm lên nè. Một tràng hổ tay nè. Em sẽ tặng cho mọi người một đoạn nhỏ, một đoạn điệp khúc của ca khúc Tình Yêu Màu Nắng nha. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa. Bởi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Oh yeah. Wow. Ủa ai búng tay mà hay quá vợ? Dạ, dạ em á. Dạ, dạ em. Ừ chứ chị biết chắc không phải Đạt rồi. Đạt đâu có bún giòn mà bún ngon mà bún hay vậy được. Cái điểm yếu của em là em bị nóng tính á. Em cục lắm. Nhưng mà ý là cục ở đây á, nghĩa là chỉ có ở nhà thôi. Còn đi ra ngoài đường, ví dụ nhiều khi muốn đánh người ta lắm, nhưng mà em về một là em đánh bồ em, hai là em đánh gối thôi. Sao nãy giờ cứ nghe ta xả lên bồ không vậy trời. Không phải đâu, nhưng mà ví dụ như em có cọc như vậy, nhưng mà bù lại em có thể là đi ra đường em không có dịu dàng với ai, nhưng mà về nhiều khi em lại dịu dàng với bạn trai em thì sao? Dịu dàng với bạn trai em thì sao? Lúc nào cần dịu dàng thì dịu dàng. Rồi qua bạn anh đỏ luôn đi, qua bạn xanh luôn. Bạn nữ. Trời ơi nụ cười thật là tươi tỏa nắng luôn, giới thiệu cho mình đi. Dạ em tên là Tiên, năm nay em 25 tuổi, hiện công việc hiện tại của em là trợ lý giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài. Em sinh sống ở đâu? Dạ em hiện tại sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em ở đây em ở quận mấy? Dạ quận nhất. Trời ơi quận nhất nhà giàu lắm. Dạ cũng bình thường. Bình thường nha, mấy tầng? Dạ ba. Ba tầng ở ngay quận nhất luôn, trời ơi. Ở dưới có thuê cho thuê mặt bằng không? Dạ có. Trời ơi, sao quá trời quá đất vậy trời. Trời ơi, quá xuất sắc. Hai cô gái tôi hôm nay quá ngon lành luôn. Thiệt tình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thúy Tiên? Dạ em thấy điểm mạnh của em là biết nhận sai. Biết nhận lỗi hả? Dạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là không bao giờ thấy mình sai hết trơn. Trời ơi biết nhận sai mà có thấy. Ủa, sai đâu mà sai mà nhận cái gì? Thú đầu tôi rối rối rồi đó. Còn cái điểm yếu của em là? Dạ là không bao giờ thấy mình sai. Điểm mạnh? Dạ là biết nhận sai. Điểm mạnh? Là biết nhận sai. Rối chưa, rối chưa? Dạ. Quá rối. Cuối cùng là ai sai? Dạ bạn trai. Bạn sai. Bạn trai sai. Bạn trai. Ủa kiểu lanh bạn trai sai. Em có hay hung dữ không? Dạ thì cũng lâu lâu cũng hơi nóng tính một chút. Nóng tính thì em làm gì? Dạ em chỉ im lặng thôi, chứ em cũng không đánh bạn chơi như người ta. Nhiều khi muốn đánh người ta lắm, nhưng mà em về một là em đánh bồ em, hai là em đánh gối thôi. Im lặng nóng tính. Tự nhiên nói cô đó xung quanh nhìn em. Em có giận quá thì em có nhéo hay gì không? Hay có... Dạ không, tại vì em sợ hư móng quá anh. Em sợ hư móng quá anh. Trời thú vị quá
thú vị quá à, Tường ơi. Ủa người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu, người ta có quyền chứ bộ, đúng không? Em lúc nào cũng đúng, chỉ có anh là sai thôi. Rồi bây giờ chào em trai ghế đỏ nè, em giới thiệu về mình đi, đừng có quýu nhau. Lời đầu tiên thì em xin chào trường quay, chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em tên là Đỗ Minh Huy, hiện tại thì em 26 tuổi và đang là chuyên viên tư vấn bất động sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nói chuyện nghe rõ ràng ha, dân sale nó rõ ràng mạch lạc ghê ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy em là người khá là dễ chịu, giữ bình tĩnh tốt, không có nóng tính. Cũng không thích nhậu nhẹt, em chỉ thích đi tập gym hoặc và chơi bóng đá thôi. Chăm chơi thể thao. Ngoài ra mình có cái tật xấu gì không? Sao nghe hoàn hảo quá vậy? Dạ, nhân vô hợp toàn. Thì em thì cũng có nhiều điểm xấu lắm. Dạ, tật xấu của em thì có thể là chắc là tính là có thể là nhiều đôi lúc sẽ hơi càm ràm, nhiều lúc mà cái người mà mình quan tâm mà làm không đúng ý mình á thì sẽ hơi nhắc nhở và nhắc nhiều lần á, đôi khi làm cho người đối phương khó chịu. Còn những người mà mình không quan tâm thì mình kệ họ, cũng có thể gọi là đó là tính thờ ơ đi. Dạ, thật xấu nữa là đúng hẹn hơi không tốt, tại vì nhiều khi là hẹn bạn bè hoặc là bạn gái đi thì đi trễ, thường thường có khi 10 phút, khi 15 phút. Cái giấy dạ. Sao hẹn bạn gái mà đi trễ rồi làm sao, rồi bạn gái tới đợi hả? Dạ đó là tật xấu của em đang cố gắng để em khắc phục. Cái điểm yếu này phải khắc phục ngay và dạ, luôn nha. Dạ. Trời ơi, tình trường sao đó, giờ mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu của em thì quen hồi sinh viên đại học, sau đó thì quen được 1.5 năm thì bạn đó chia tay với lý do là bạn đó muốn quay lại với người yêu cũ, và hiện tại thì bạn đó cũng kết hôn với người đó rồi. Trời, em không có gì là người ta chỉ muốn gọi là lạc lối một chút để coi coi cái tình cảm sao mà đến với em ta thấy thôi, thay ta về với người yêu cũ người ta hạnh phúc hơn. Dạ đúng. Rồi mối thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì sau đó khoảng hơn 1 năm quen một bạn là học chung trường cấp 3. Quen mối tình cũng kéo dài khoảng hơn được 1 năm luôn. Và bạn đó chia tay vì lý do là bạn đó đi du học bên nước ngoài. Và cảm thấy hai đứa không có tương lai nên bạn đó không muốn tiếp tục mối quan hệ. Dạ rồi đi luôn. Dạ vâng. Tới nay bao lâu rồi? Tới nay là khoảng hơn 2 năm rồi. Bạn có bị thất tình không? Yêu thì phải thất tình chứ anh. Không mà mặt bạn này lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tươi hết á. Có khi nào em buồn không? Dạ có buồn, nhưng mà tại vì em buồn thì em ít khi nào mà thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết. Thiệt tình mà em có duyên mà vui quá thì anh không biết khi nào. Ôi trời. Lúc nào cái mặt cũng cười hết đó. Dạ. Thế. Bởi vậy bạn nào mà kiểu cứ thích gu trai lạnh lùng mà quân ngầu thì em không làm không diễn được, không diễn được nét lạnh lùng. Vô mà vui vẻ là được phải không? Dạ, phải vui vẻ em hay cười. Nhưng dạ. Còn gu em thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì em thích mẫu bạn gái thì chung thủy, biết quan tâm, lắng nghe mình. Còn cái về khoảng nấu nướng hay việc nhà gì đó thì em không quan trọng lắm, tại vì cái việc đó mình có thể share nhau. Và em cũng biết nấu ăn một chút. Bây giờ quan trọng là cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào nè? Mẫu người lý tưởng ngoại hình, ngoại hình thì đây là bên tôi cái gì cũng có đó nha. Nếu mà chọn một cái mẫu giống ngoại hình giống ca sĩ á, thì thích mẫu ngoại hình giống như ca sĩ Phương Ly. Còn lại thì ngoại hình thì em không có gu đặc biệt, quan trọng là cái tính cách và cái cách nói chuyện dễ thương là rồi được. Ok đồng ý. Chàng trai áo đỏ đã tâm sự rồi và anh bật mí với em. Trời ơi, cái mặt duyên dáng lắm thiệt. Lúc nào cũng vui, coi như là nguồn năng lượng, lúc nào cũng tích cực, không bao giờ thấy mà nhìn thấy bạn ấy là thấy vui vẻ rồi, không có bao giờ buồn hết. Bây giờ tâm sự đi, chuyện tình yêu em sao? Cho tới bây giờ tại sao nó vẫn trên vên chệch choạc vậy? Dạ thì em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình? Dạ. Chỉ có trong đó chỉ có một người đầu tiên là người Việt Nam thôi, còn ba người còn lại là người nước ngoài. Nước ngoài? Thí dụ như người đầu tiên là người gì? Dạ, người đầu tiên là người Việt, người thứ hai là người Đài Loan, người thứ ba là người Nhật và người thứ tư là người Hàn Quốc. Wow, em đi du lịch thế giới hả? Dạ, tại vì hồi lúc trước là em đi du học về. Còn cái mối tình nào sâu đậm nhất? Em nghĩ là mối tình sâu đậm nhất là chắc là người Đài Loan. Tại lúc đó em vừa mới đi du học xa ba mẹ đó, thì em qua đó thì bạn trai em kiểu em chăm sóc bên Đài Loan luôn. Dạ đúng rồi. Dạ vì sao hai người không? Là tại vì bạn đó là phi công thì bạn đó phải qua Úc
để thực tập thì bạn đó có bảo là bạn đó muốn em sắp xếp để qua chung với bạn đó. Nhưng mà lúc đó là em vừa mới qua đài để du học, em mới học được năm 2 thì em không có muốn bảo lưu để mà đi theo bạn đó. Thì sau này sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn khác nhau. Em đã quyết định chọn sự nghiệp và... Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đi hết rồi, cái tinh hoa tinh túy hết rồi, em thấy như thế nào? Dạ thì em vẫn nghĩ là bạn trai người Việt Nam là tinh tế nhất. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em muốn bạn trai em tinh tế, có học thức, có sự nghiệp. Ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần chín chắn chững chạc là được. Ngoại hình sao chín chắn chững chạc? Cao thấp mập ốm à? Cao. Ngoại hình á? Dạ chắc là tầm 1m70 đi. Cao hơn em. Em cao nhiêu cưng? 67. 67, em cao nhiêu? 72. Một bạn 67, một bạn 72. Lát em lựa nha. Chúng ta đến với chương trình là chúng ta có cho hai cơ hội lận. Bây giờ qua tới chàng trai ghế xanh của tôi nè, tình trường của em sao? Tình trường của em á thì em trải qua chính thức là 3 mối tình. Mối tình thứ nhất, mối tình thứ hai thì tụi em trải qua là diễn ra thì mỗi mối tình là 1,5 năm. Mối tình thứ ba là mối tình gần đây nhất thì em quen nhau 3 năm. Cách đây khoảng 2 năm em với bạn ấy thì gặp nhau thì qua một người học viên và giới thiệu cho em. Quen nhau thì lúc đó em bắt đầu mở phòng tập thì bạn ấy đồng hành với em từ lúc em khó khăn nhất và đến lúc em cũng có một số khách hàng biết đến em. Thì tụi em thì tình cảm tụi em thì vẫn ok, nhưng mà gia đình cô ấy thì muốn cô ấy sinh sống bên nước ngoài để gần với gia đình bên cô ấy ở bên Thái. Lại gia đình hai bên thì cũng không đồng ý cho mối quan hệ của tụi em. Tại sao không đồng ý? Tụi em cũng tới tuổi kết hôn mà yêu nhau 3 năm rồi mà hiểu nhau rồi. Cổ cũng chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống, sao tụi em không đấu tranh? Dạ tụi em cũng nỗ lực cố gắng, nhưng mà có lẽ là nó một phần là do cô ấy bị bệnh. Bệnh sao? Dạ bị bệnh, cũng dạng bệnh nan y mà buộc phải có qua bên nước ngoài. Lại gần gia đình để gia đình có thể chăm sóc tốt hơn là so với là ở bên em. Nói chung là cổ bị bệnh rồi. Hiện tại thì em còn liên lạc với cổ không? Em với cô ấy thì vẫn trân trọng mối quan hệ của tụi em. Em với cô ấy thì vẫn mong muốn là đối phương tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Thôi thì chuyện nó qua hết rồi, giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ em cũng mong muốn tìm một bạn nữ thì hiền dễ thương, có hiếu với gia đình, tự lập được, là biết chăm sóc cho bản thân. Còn nếu bạn ấy chăm sóc không tốt thì em có thể chăm sóc cho bạn ấy được. Tại em thì cũng biết nấu ăn và biết làm bánh. Em thì có thể làm bánh bình thường với lại làm bánh về ăn kiêng được, để dành cho bạn ấy giữ dáng. Em thì người có sức khỏe thì em luôn duy trì tập luyện để giữ được cái sức khỏe của em. Thì em cũng luôn giúp cho bạn gái của em luôn luôn giữ được cái dáng đẹp nhất. Có sức khỏe. Hay quá. Dạ. Thiện tình. Chú không tập gym mà. Được. Đồng ý. Cơ thể của bạn ấy là nhìn là không thấy một miếng mỡ luôn á, coi như là tiết chế cũng như là chỉ còn cơ với thịt không á. Ở đây bao cát được á. Dạ em thì có dạy được tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là boxing, gym, bơi lội. Vậy là bên kia có quyền boxing. Dạ. Đánh đấm em thoải mái ha. Dạ okay, em mỗi là bao cát tốt nhất cho bạn nữ bên kia. Được thì cứ đeo găng vô và đấu thôi. Còn em hãy tâm sự về chuyện tình yêu của em đi nào. Sao em thấy em với cái con mắt này? Áo xanh này có một cái gì đó nó hơi tương đồng xíu. Hơi tương đồng chỗ nào cưng? Do em bình tĩnh xíu. Tại vì em nghe anh kia nói sao em cũng thấy giống. Nhưng mà ảnh hạnh phúc hơn em. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình mà em yêu nhất. Cũng nói chung là cái thời học sinh mình nghịch ngợm thì có thể là quen. Nhưng mà yêu nhiều nhất là mối tình của em 6 năm. Rồi bạn trai mình cũng bệnh à hay sao em? Nhưng mà mối tình nó như thế nào? Em quen từ hồi em 17 tuổi. Là cái thời học sinh. Người đó rất là... Nói chung mà rất là chiều em. Hồi nãy lúc mà anh không có nói tới cái đoạn sau thì em tính hỏi là anh ghế xanh ơi, anh quên được người đó chưa? Nhưng mà nói câu sau nên là em nghĩ là ai cũng có một cái mối tình nào đó chỉ để cất đi thôi. Thì anh hạnh phúc hơn em ở chỗ là còn hít chung một bầu không khí. Bạn em bệnh gì? Ung thư máu. Mà bạn mất hả? Quen nhau được bao lâu thì... Sáu năm. Mà khi mất là vẫn đang còn quen với em hay là... Dạ đúng rồi, em chăm sóc cho bạn cho tới lúc mất thì thôi. Và cái khoảng thời gian đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Anh mất được 5 năm rồi. 5 năm.
Lâu nay nhắc lại thì em cũng không có khóc đâu tự nhiên. Ok, tại có người đồng cảm ha. Dạ. Rồi chị cũng đồng cảm chia sẻ với câu chuyện của em. Rồi từ đó đến nay thì cái mối tình, thì cái mối tình gần nhất của em là quen 3 năm, mới chia tay hồi tháng 5 thôi. Thì bạn nhỏ tuổi hơn em, chia tay là đúng vào kỷ gần như là kỷ niệm 3 năm quen nhau. Em không có biết lúc mà bạn chia tay em á, em hỏi là lý do thì bạn chỉ nói là bạn đó chủ động chia tay mình. Dạ đúng rồi. Em hỏi lý do thì bạn nói là anh không biết hiện tại tình cảm của anh dành cho em là đang yêu hay là thói quen. Đang yêu hay là thói quen. Nhưng mà vừa chia tay em thì bạn đã úp hình với lại người mới. Là đã cắm sừng em vậy vô. Đúng rồi. Hôm đó em hơi say sao này em đăng ký chương trình này. Trời ơi, vì một cơn say đã đưa em đến đây. Không, nhưng mà có trách nhiệm đi tới với bộ đàng hoàng. Rất... Nhờ muốn tìm người sao nè. Tự nhiên em nghe anh đó tập thể dục em mắc cỡ. Tại vì em đi giao tiếp rồi chơi bạn bè rồi kia. Em đi nhậu hoài à. Em đi nhậu hoài à. Thì bây giờ đi anh về tập không? Cho body nó săn chắc lại. Em đi nhậu không mà tập gym thì không có nhậu. Anh ơi, anh biết nhậu không? Anh nhậu được, nhưng mà anh cũng hạn chế. Nhưng mà em khỏi lo đi, anh chấp em nhậu luôn mà em vẫn giữ dáng đẹp. Ghê. Anh ơi đi nhậu luôn. Vẫn làm được công việc của mình. Đô vẫn ngoại giao mà dáng vẫn đẹp. Em muốn ít à, nhưng mà em cảm thấy nó vui. Có nghĩa là khi ra ngoài đó em cảm thấy giống như là nó men nó vô, lời men nó ra vô. Nó dễ nói, với lại khi mà ra ngoài bàn đó anh coi em như là nhậu bạn luôn. Nhậu đi bạn nhậu anh luôn. Có thể nói tâm sự về bạn gái của anh hiện tại đang làm cái gì để cho anh khó chịu hay không hay như thế nào đó. Thì coi như hai người bạn nhau đó, nhậu xong rồi về quê. Hôm nay mà đã ra bạn nhậu mà vẫn không giải quyết được thì còn gì để nói nữa đâu. Thiệt tình, mày rủ vào lời phải ra chứ mình phải nói. Đồ mạnh quá, đồ mạnh quá. Hôm nay các bạn nữ của tôi mạnh quá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nhé. Rồi chào em gái trước nha. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Rồi dạ. Hôm nay em đến đây với ai? Dạ em đến với bạn Thủy Hoàng Dân. À Thủy Hoàng Dân. Rồi em là cái gì của bạn Dân? Dạ em là bạn thân của Dân. Tụi em học chung từ năm 2009 đại học ạ. À dạ. Coi như là cũng có một thời gian khá hiểu bạn đúng không? Dạ. Hôm nay em thấy chương trình đã lựa chọn hai cô gái như thế này. Thì cá nhân em là phụ nữ ha. Ngồi bên đó em cũng quan sát kỹ. Em thấy có thể là Dân sẽ phù hợp với cô nào hơn? Dạ em thấy Dân chắc sẽ phù hợp với bạn ghế xanh. À, vì sao em lại nghĩ là bạn gái xanh là phù hợp? Tại vì em thấy bạn Dân thích cái gu mà nhẹ nhàng. Nói chung là rất là nữ tính. Dạ, dạ đúng rồi. Nữ tính, dễ xúc động. Dạ, nhưng mà không có kiểu sành điệu lắm như bạn ghế đỏ. Rồi, cảm ơn ý kiến của em nha. Rồi còn em. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên Tiên, bạn của Huy. Em với Huy chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Chà, lâu quá rồi ha, hiểu bạn ha. Dạ, nên rồi là... hôm nay em thấy như thế nào? Huy ơi, bạn ghế đỏ đúng gu của Huy luôn đó. Về mặt ngoại hình á, rất là giống Phương Ly. Ghê vậy? Ghê. Mình cũng có đôi lời gửi tới bạn là Huy là một người rất là tốt. Đừng tình Huy thua, đừng đua Huy cũng té. Nói chung là không có may mắn cho tình yêu. Nhưng mà thật sự rất là tốt luôn. Vậy thì Huy có gì xấu không? Sao nghe tốt không vậy? Dạ có xấu, tính xấu. Đó là xấu đói. Mỗi lần mà Huy đói là Huy xấu tính lắm. Nên là bạn nữ quen thì chỉ cần cho Huy ăn no là được. Trời ơi, dễ dụ vậy đó em. Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của người thân nha. Đó là ý kiến của các bạn thôi. Cho các người bạn thân của mình trên đây tham khảo. Và bây giờ thì đến lúc cho các bạn ấy gặp nhau rồi. Mở cửa trái tim. Wow. Cười hoài, cười tươi quá, cười tặng quà đi, cười hoài. Trời ơi, thì anh cũng có một món quà gửi nhỏ cho chị muốn gửi đến em. Tuy nó tuy nhỏ nhưng mà anh mong là em sẽ chăm sóc cái cây này như một cái kỷ niệm nhỏ xíu trên truyền hình. Cây đó cây gì vậy em? Dạ đây cây là cây lan ý. Đúng rồi. Có ý gì trọng không? Ý thì ý đồ thì cũng gửi gắm cũng nhiều nhưng mà không biết bạn có nhận được hay không. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Còn cái này là cây đô la gửi cho bạn. Đô la. Dạ. Gửi cho bạn. Cây đô la hả? Đô la là cây gì? Chúc hy vọng là bạn có những điều tốt đẹp sau chương trình. Rồi em. Dạ em sẽ gửi chị. Ủa chị hả? Rồi dạ. Chị cảm ơn em nha. Có quà vui đâu, quá. Thế ông đi giao hàng á. Ông đi giao hàng là shipper nè. Có quà chị. Của anh Bảy á. Rồi rồi cảm ơn em. Đó rồi, giao hàng. Đúng nghĩa đi giao hàng á trời. Đây là quà chung. Cảm ơn em nha. Đó chính quà. Chính là cái hộp đỏ kìa hiểu không? Món này thì nó có tên là sức khỏe và kiến thức.
Nha, anh tặng em. Sức khỏe và kiến thức. Rồi, mời em. Em mở nha. Sức khỏe và kiến thức là sao? Sức khỏe là có một cái hộp Mắc ca. Sống đời vừa hiền lành vừa sắc sảo. Trời ơi, sao giống em quá vậy? Nãy em nói em giữ gì đó, bây giờ nó vô cái cuốn chuyện sao nó hợp cái gì? Chưa, tặng quà, bên đây cũng có quà mà. Rồi, tặng đi em. Em gửi anh nha. Anh cảm ơn nha. Khui ra chứ, tự nhiên người ta bình khui quà người ta rồi, mình không có cho. Đó, ý nghĩa nè. Wow. Tự nói thử coi ý nghĩa gì nè. Đây là một tình yêu bao gồm em với bạn đó. Bây giờ mình nói một chút xíu về cảm xúc nha. Không biết là em gái ở ghế đỏ, cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, em thấy vui. Em thấy hai bạn nam bên kia đều rất là dễ thương. Lịch sự, chững chạc. Rồi, dạ. Thế còn em, cảm nhận của em như thế nào? Ban đầu nghe nói chuyện, tại vì em không có ấy về ngoại hình lắm, cho nên là nghe nói chuyện thôi là đã thấy có cơ hội 60% là điểm chung một xíu. Mở cửa ra thì thấy thêm điểm. Đó là tín hiệu mừng ha, tín hiệu mừng. Còn chàng trai của tôi ngồi uyếu uyếu tay hoài này, cảm xúc của em như thế nào? Cười tươi quá tươi luôn nè. Dạ, khi mà mở cửa ra thì nãy giờ đầu chương trình thì em cảm thấy là rất là rung. Mở ra thì em mới biết là đó là rung động. Rung giờ là rung động ha. Và em cảm thấy là hai bạn nữ đến trường quay hôm nay rất là, bạn nào cũng rất là xinh đẹp và cũng đều là người biết suy nghĩ và có cá tính riêng. Còn Dân thì sao? Có lẽ là điều đáng tiếc nhất là em bị hơi cặn, nên em chưa thể nào mà thấy hết được cái vẻ đẹp của hai bạn nữ một cách tốt nhất. Nhưng mà em vẫn tin là vẻ đẹp của hai bạn nữ là trên 100%. Ủa sao vậy? Em cận, em không thấy mà em tin dựa vào cái gì mà em tin trên? Niềm tin. Đây. Đúng rồi, sống phải có niềm tin. Bây giờ, tôi đến cho chương trình phải có niềm tin. Tôi cho đeo mắt kiến vô rồi nói chính xác nè. Đeo vô bật ngửa luôn ạ. Rõ hơn không? Wow. Bắt đầu wow. Quá xinh. Ủa vậy tại sao mình không tự sắm mắt kiến mình đeo mà tự nhiên mượn mắt kiến người ta đeo vô rồi wow? Dạ em nghĩ em có thể nhìn rõ được nhưng mà hóa ra là xa quá. Khoảng cách xa quá. Thì khoảng cách này xa nhưng mà nhìn rõ thì thấy thật là nó nét đúng không? Nét. Rồi bây giờ thì nhìn rõ các bạn đó. Hãy trò chuyện với nhau để mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Không biết là bây giờ ưu tiên hai bạn gái, mình có muốn hỏi gì hai chàng trai này không? Tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn, thì đó, cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần trên online. Trời ơi. Và cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn. Thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. Anh có phải là thuộc mẫu người lãng mạn không? Anh cố gắng anh sẽ làm được điều đó. Nói chung là không có cần gì quá nhiều. Ví dụ như thi thoảng ở nơi làm việc tự nhiên mình nhận được một bông hoa thôi, hoặc là mình nhận được một ly trà sữa bất ngờ thôi, mình cũng đủ thấy vui rồi, đâu cần gì nhiều hơn. Mấy đâu đó thì anh làm ok. Hai. Một lời gợi ý nhẹ. Rồi cặp này hỏi gì đi chứ. Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Thì anh không biết anh có khắc phục được cái chuyện đó không? Cái việc đó thì anh sẽ khắc phục. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc. Nhưng mà kỳ này anh, nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được, đi đúng giờ. Wow. Đã có một lời hứa. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra một cái chủ đề cho các bạn ha. Nếu như bây giờ là người yêu của mình say nắng một người khác thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Em trước đi. Quán em điểm. Cười nãy giờ nè, nãy em phát biểu ít nhất nè. Quan điểm của em trong tình yêu á, mọi người đều có cái sự lựa chọn riêng của mỗi người. Nếu mà đối phương mà cảm thấy say nắng, mà cảm thấy bị lung lay trong tình cảm á, thì có thể nói thẳng thắn với nhau. Tại vì em không thích là giấu giếm nhau trong chuyện tình cảm, rồi đến khi mà phát hiện ra rồi em không thích cái cảm giác bị phản bội. Cả hai cùng nói chuyện với nhau và tìm hướng giải quyết cho nhau thêm một khoảng thời gian. Tại vì cơn say nắng mà, nếu mà say nắng thì sẽ nắng nó sẽ qua, qua. Mưa nó tới. Có sự lựa chọn. Còn cái việc đó là nếu mà cảm thấy mà bạn nữ vẫn quyết định lựa chọn cái người còn kia thì em sẵn sàng, em tôn trọng cái quyết định của. Có nghĩa là em vẫn cho cơ hội ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ thì em nghĩ vậy thì ai cũng có một cái gì đó say nắng một đối phương nào, một cái dạng như là cái gu của mình nó tự nhiên nó xuất hiện thì mình tự động mình say nắng. Thì nói chung kể là nam hoặc là nữ đều có hiện tượng đó, hoặc là một lần trong đời say nắng. Thì cái quan trọng á, tình cảm lúc đó hai bên như thế nào
Ví dụ em bạn ấy đang tốt thì mà bạn ấy xa nắng thì mình phải làm sao để trò chuyện lại, rồi mình cải thiện bản thân mình hơn, rồi mình xem thử mối quan hệ nếu mà không, nếu bạn ấy chẳng cảm thấy xa nắng mà yêu thích đối phương nhiều hơn em thì bạn ấy nói rõ thì để cho hai bên xử lý và có thể là trả nhau tự do. Lúc đó bạn gặp đúng người thì sao? Thì bản thân mình á thì mình phải coi lại ha, cải thiện bản thân làm tốt hơn đó, thì để xứng đáng với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Cũng hay. Đó là những chàng trai. Thường phụ nữ thì rất là ích kỷ, không biết là các cô gái của mình thì như thế nào. Như em thì như cũng vậy, thẳng thắn với nhau một lần. Cũng có khi mình bị say nắng mà, nhưng mà mình phải biết được cái nào nên dừng lại và thẳng thắn với nhau đi. Ví dụ như anh lỡ anh say nắng ai đó thì anh nói với em cho em biết là chết rồi, giờ chết rồi, giờ anh lỡ hơi bị cảm nắng bé kia rồi, rồi bắt đầu ra ngoài bàn nhậu ngồi nói chuyện nữa, nhậu nữa. Giờ đi ra ngoài đó ngồi đó, anh biết em sẽ hỏi là anh quen biết nhỏ được bao lâu, cô bé đã được bao lâu rồi và hai người đã tới mức nào rồi, hay sau đó em sẽ hỏi. Nhưng mà nếu là thì giờ anh hơi cảm nắng và anh mới nói cho em biết đó, thì lúc đó em sẽ nhìn lại, em sẽ suy nghĩ lại và em sẽ hỏi là em có làm gì sai với anh không. Nếu mà anh nói không á thì anh phải coi lại anh. Còn nếu như anh nói là em như vậy đó thì em sẽ coi lại bản thân mình như thế nào, đừng để chuyện đi quá xa hơn. Còn nếu mà đi quá xa hơn nữa thì bye bye. Vậy là cũng rộng lượng quá ha, cho cơ hội ha. Rồi có ngồi xuống ha, được. Thế còn em? Dạ, nếu mà em nó là bạn trai em mà say nắng với người khác thì chắc là em sẽ chia tay luôn. Lý do? Tại vì em nghĩ là bạn trai em không thấy được giá trị của mình đó chị. Em nghĩ là kiểu như là nếu mà bạn trai say nắng với người khác thì có nghĩa là bạn trai đã nhìn người khác cao hơn em rồi, mà em thì tính em thì không muốn thua ai hết, cho nên nếu mà bạn trai đã quyết định say nắng người khác có nghĩa là một đi không trở lại. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi này nè, là em có bao giờ bị say nắng chưa? Dạ chưa. Thường nếu mà em có bạn trai rồi thì em lúc nào cũng coi bạn trai em là nhất hết, cho nên em chưa bao giờ bị say nắng với người khác. Đó, chúng ta tâm sự như vậy để làm gì? Để cho các bạn có thể hiểu nhau được hơn, nhiều hơn. Rồi bây giờ đến lúc cho nó vui lên một chút đi, thể hiện tài năng nè. Thì hồi nãy giờ mình đi hát rồi, tới bên kia đi. Nãy là nhà gái là có người đại diện hát rồi. Nhà trai đi, em. Thì em xin hát một bài Tình Yêu Diệu Kỳ ạ. Rồi. Em thì hát không hay nhưng mà rất thích hát, mà lại hay quên lời. Hay quên lời. Ông chơi nhà gái là được, thông cảm ạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san sao, nhìn mãi yêu mãi trong tình yêu. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày nắng thay mưa thơm thời, và tiếng cười che theo ta từng ngày. Oh yeah. Chán không lần gì chứ. Không từ hát không từ chán. Dễ thương quá. Bây giờ vậy nè, em ra em tập cho bạn gái em vài động tác gym làm sao mà có thể là đi nhậu mà không mập đi, được không? Thử coi cô cổ có thích nghi được không? Dạ. Mời em bước ra sân khấu. Chà, tập thể dục luôn kìa. U là trời. Chứ ta nói ta huấn luyện viên gym mà. Em cởi giày ra được không? Được, em cởi đi em thoải mái. Tôi chịu cô này á, nhanh gọn lẹ. Rồi, tập xong nhậu nè. Rồi, tập xong nhậu kìa. Trời vũ liền, chứ gì có bài vũ rồi. Tập xong nhậu. Bài này bài nhảy xe eo giúp cho chúng ta săn chắc bằng bụng ha. Đầu tiên hai chân mũi chân khép lại nè. Anh sẽ làm mẫu trước ha, em làm theo. Đầu tiên nhắc bên trái, lắc mũi chân bên trái qua bên phải, thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Wow, thân pháp. Wow. Thân pháp rất nhịp nhàng. Rồi, em bắt đầu ha. Mũi chân qua trái qua phải, luôn tập trung ở trọng tâm ở giữa. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hay đúng quá, nhậu thoải mái đi em. Làm đi cưng. Đúng rồi, đúng rồi. Một ngày làm bao nhiêu cái? Dạ, 100 cái. Em thấy cứ 100 cái gì nhá. Về nó làm rồi. Đúng rồi, thả lỏng tay ra, thả lỏng ra. Tay này chân kia, tay này chân kia, bên này bên đây. Phải lắc cái eo được đó. Chưa. Hai bạn cùng nhảy coi. Nhảy. Vô. Đẹp rồi. Đó giờ thấy điều nhảy luôn. Rồi nhậu thoải mái luôn. Vô, giữ tay hay quá. Hay quá đi rồi. Không, này nói nghiêm túc là khỏe nha Trâm nha, cố gắng. Dạ. Về ngày 30 rồi lên ngày 50, từ từ lên 100 cái. Hồi trước dịch, mùa dịch đó chị cũng tập vậy đó. Em mới bị F0 xong á. Cái nó bị di chứng lại viêm phế quản cấp á, cái giờ cũng phải
tập thở. Mệt đúng không? Dạ đúng rồi, em ở đây động ý là mình tập nhẹ thôi, cứ từ 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 từ. Nhưng mà nói chung tuổi của em, tụi em còn trẻ, cái con đường mình còn dài lắm, phải có tập thể dục thì sau này cái cơ mình, cơ xương khớp mình nó mới dẻo dai, chưa có nói tới đó là sức khỏe thôi. Chị nhảy em dữ lắm à, nè chị nhảy luôn nè. Đó, quá ghê má, dài câu gót đó nha. Rồi giờ anh này biểu diễn gì nè? Em thì em hát không hay, đàn nghe cũng dở hả? Dạ. À, nhưng mà em thì chắc em có 4 câu thơ em sưu tập được. Làm thơ luôn, hay quá người ơi. Em sưu tập được thôi chứ thật ra em không biết, cũng không biết làm. Bây giờ chị đề nghị nè, em dạ, tiến sang bên đó. Đó, em đứng, em mời cô gái này, ở đây ta nắm tay, ta tập rồi. Bây giờ em mời cô ấy lên nắm tay, cô đọc 4 câu thơ cho cô nghe được không? Mạnh mẽ lên. Là phải thuộc lời, tròn vành võ chữ chứ. Đừng giống như anh hát nha. Dạ. Đó. Rồi, thơ 2, 3, vô. Lòng anh bỗng rung động, chắc là lại do ai? Gặp em rồi mới biết, hẳn là lại do yêu. Hết rồi anh. Câu ta hết rồi. Hơn ngắn mà tình anh nó dài. Anh gọn lẹ. Mặc dù anh cũng có học thức, cũng biết nhiều học thuyết. Yeah. Nhưng mà cái anh vẫn chưa biết cách được là học thuyết phục em về với bên anh. Em bị tê chân. Em bị tê chân. Em sao vậy? Tại nãy giờ ngồi. Rồi thôi thôi. Yeah. Ngồi xuống đi cưng. Hình như là điện đã truyền qua, truyền thẳng xuống chân luôn rồi. Em làm căng là dụ ra tí xíu. Dạ. Còn một chân lên, còn một chân. Đó, còn một bài tập mới còn nữa. Còn một chân lên, còn một chân lên. À phải thở dài ra anh. Còn một chân lên, còn tê không? Dạ dạ. Đó. Giúp liền luôn. Dạ ok anh. Em cảm ơn anh. À bây giờ về anh nguyện massage chân cho em. Thật ra là bao nhiêu đó thời gian nãy giờ hát hò rồi ha, có va chạm, có tiếp xúc ha, cặp nào chị cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Và các bạn có thể lắng động lại một chút xíu để xem coi là nãy giờ cái trái tim của mình như thế nào, để chúng ta đi đến cái khoảnh khắc quan trọng, đó là khoảnh khắc quyết định. Tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại, hướng mặt về bấm, phía bấm trước cho chị. Hãy chưa nhắm em mắt lại. Sau 5 tiếng đếm nữa, nhắm mắt lại để suy nghĩ cái đã. Mình thích cô gái hoặc là chàng trai ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm vào cái nhắm màu mắt đó. Lại lắng nghe tiếng nói của con tim sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 tại vì em ở Biên Hòa, anh thì ở Sài Gòn, thì cái khoảng cách như vậy thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần? Anh sẽ gặp em nguyên tuần, cuối tuần anh sẽ gặp em trực tiếp để cho tình cảm mình nó gần hơn, thì anh sẽ chắc chắn sẽ gặp em thường xuyên vậy. 4 Anh ơi, em nghe nói là anh hay trễ giờ đúng không? Nhưng mà em thì tính em thì em lại không thích bạn trai em trễ giờ anh. Cái trước giờ thì anh không hứa bất kỳ điều gì nếu mình không chắc, nhưng mà kỳ này anh, nếu mà hai đứa có hẹn hò hay là trong một mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ làm được đi đúng giờ. 3 2 1 Bấm. Oh yeah. Trước tiên thì chúc mừng cho một cặp đôi ngồi ở vị trí ghế màu xanh đã đỏ đen. Thì trước tiên chị Tường cũng xin hỏi hai bạn ở ghế màu đỏ một chút xíu, tại sao em trai lại không có bấm chọn ai hết? Dạ, tại vì em cảm thấy em chưa đủ tự tin để trở thành một người có thể mà cho bạn gái nương tựa. Nên, là em chưa tự tin về bản thân mình. Dạ đúng. Nếu mà hai người làm bạn thì em có thể là tự tin và từ đó có thể tìm hiểu thêm, phát triển thêm. Phát triển. Thế còn em gái, lý do gì hôm nay em chưa chọn ai? Dạ, tại vì bạn có bảo là người yêu cũ của bạn đi du học, nhưng mà em thì em cũng sẽ tính là sẽ đi du học tiếp. Cho nên đó cũng là một
lý do. À, có một số cái nó chưa có trùng khớp với nhau ha. Chị Tường cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và chúc cho hai em cũng sẽ sớm tìm được một cái tình yêu ở bên ngoài cuộc sống để giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn ha. Các bạn còn trẻ mà ha, cơ hội còn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi xin mời tất cả chúng ta tiến ra sân khấu. Rồi mời cặp đôi. Chưa kịp mời nắm tay rồi quý vị. Tranh thủ hả? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em rất vui đến chương trình đã nhận được bạn gái ạ. Nhận được bạn gái. Trời ơi trời. Hai bạn nói với nhau vài điều trong chương trình đi. Anh chỉ cố gắng khi em bên anh thì anh cố gắng em giúp làm cho em vui và cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh sẽ làm được ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy thì hôm nay dù sao thì ông Mai bà Mối cũng thành công được một nửa, là đã có được một cặp đôi đến với nhau rồi. Và bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn nha. Rồi, tặng cho em nha. Đây, tặng cho em luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng NetLove. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah.